Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 44 đến câu 46. Một hôm, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng, nước trời giống như chuyện kho báu chôn trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có. Mà mua thửa ruộng ấy, nước trời lại cũng như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Quý vị và các bạn thân mến, hai dụ ngôn ngắn gọn nhưng chứa một giá trị khổng lồ đến nỗi người ta phải đánh đổi tất cả để có được nó. Vương quốc của Thiên Chúa là kho báu vô giá ấy. Đâu là giá trị của vương quốc này? Chúng ta thử nghiệm xem, nếu chúng ta đói, có ai đó cho ăn, ta biết ơn người đó dường nào. Nếu ta thất nghiệp, ai đó cho ta một công việc để có thể nuôi sống mình, người đó thật là một người tử tế nhất trên đời của ta. Nếu ngộ nhỡ ta đang ở nơi cửa tử, có người cứu ta thoát khỏi thần chết, người đó thật là một ân nhân vĩ đại của ta. Nhưng nếu có người có thể tha thứ tất cả những lỗi lầm của ta, không những cứu ta thoát khỏi cái chết mà còn cho ta sống đời đời, người đó sẽ là gì của ta? Chúa Giêsu chính là người cho chúng ta tất cả những điều ấy. Bằng chứng là Chúa đã cho chúng ta chính mạng sống của người. Ở đây, vương quốc của Thiên Chúa đồng nghĩa với ơn cứu độ nhờ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là kho báu mà chính Ngài đã ban cho chúng ta. Còn gì quý hơn khi được Thiên Chúa cai trị cuộc đời của chúng ta? Còn gì quan trọng hơn khi chúng ta được Chúa Giêsu bên cạnh ta và bảo vệ ta? Kho báu ấy ở ngay trong ta. Cần gì phải đi tìm đâu xa xôi? Thánh Phaolô nói về điều này trong thư gửi tín hữu Philippe như sau: những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với một mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết, mà tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô. Chúng ta hãy giữ và hãy cố giữ lấy điều tuyệt nhất trong cuộc đời của chúng ta là chính Chúa Giêsu Kitô. Đây chính là kho báu của ta và cả cuộc đời của ta. Và không có gì trên thế gian này có thể lấy cắp được kho báu ấy. Chúng ta hãy chiêm ngắm Thánh Giuse, người đã bảo vệ kho báu này trong suốt chặng đường của cuộc đời. Thánh Giuse bảo vệ Chúa Giêsu trong gia đình, nhưng đằng khác, chính Chúa đã phủ lấp tình yêu của Chúa để Thánh Giuse có được kho báu vô giá là chính Chúa Giêsu trong cuộc đời mình. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con quý trọng kho báu quý giá nhất đời chúng con là chính Chúa. Xin mẹ Maria bên vực, đừng để con phải xa Chúa bao giờ. Amen.